Sao? Đó, bảy thấy chưa? Vậy là quá rõ ràng, nãy giờ bảy thấy hết rồi đó. Con Hiểm nó nghe theo lời của mợ hai, muốn hại em Bình, muốn làm cho em Bình bị trượt té, rồi bây giờ bỏ thuốc hư thai vô đây, muốn giết chết em bé luôn mà. Thiệt là cái thứ gì mà ác nhân thất đức. Nhưng mà em bé nó có tội tình gì đâu chứ. Thì bởi vậy mới nói. Để con đi nói cho em Bình biết. Ê nè nè, không có được đâu. Con mà làm như vậy á là con Bình nó sẽ hoang mang lo sợ thêm nữa. Trời ơi, chứ bây giờ con biết phải làm sao? Nếu bây giờ không nói cho em Bình biết, em Bình sẽ bị nguy hiểm đó. Bây giờ gì có cách này nè. Cách gì? Con á thì là con phải canh, con theo sát con Hiểm để coi nó còn giở trò gì nữa không. Hãy nó rải xà bông thì mình rửa, mà hãy nó đặt vỏ chuối á thì mình quét, mình dọn. Mình cứ âm thầm đi theo sau lưng con Bình giúp đỡ nó vậy đi con. Mà tuyệt đối nha, con không được hé lộ cái chuyện này ra cho con Hiểm với mợ hai biết đó. Hai người đó mà biết á hả, thì sợ họ sẽ đổi cách khác, rồi tìm cách mà hại con Bình khổ hơn nữa đó con. Con hiểu rồi, con biết rồi. Để con đi lượm vỏ chuối. Không, cái vụ vỏ chuối á để gì, con lo dọn sàn nước đi. Dạ. Trời ơi. Cái gì? Còn cái siêu thuốc này nữa. Để con uống hết trò rồi. Bậy, bộ muốn chết hả? Chứ bây giờ làm sao? Con coi lén lén á, đem đổ hết đi, rồi đem rửa cho sạch cái bã thuốc, rồi đem vô đây mình nấu lại. Dì thật là sáng suốt. Nếu mà không có gì á, con không biết sao giúp Bình luôn á. Con coi đem cái siêu đi đi con, coi chừng nóng đó. Bảy canh nha. Thiệt tình, sống giữa cái bầy người ác độc thì mình cũng phải biết chút thủ đoạn. Sao lúc này má không thấy con đi chùa nữa, cũng không thấy đôn đốc thằng Văn uống thuốc bổ. Bổ hết ham con rồi hả? Bà già đáng ghét, còn muốn đóng kịch với tôi tới bao giờ nữa? Rõ ràng là biết con trai mình bị oai bị không thể có con, mà cứ làm ra cái vẻ như là không biết gì. Sao má hỏi không nói? Dạ thưa má, không phải là con không muốn có con, mà là con đã nghĩ thông suốt lời anh Giang nói rồi. Con cái là lộc trời cho, không nên cưỡng cầu. Dạ thưa bà, thưa mợ. Lùi xuống đi. Dạ. Dạ, con đã làm xong hết rồi. Mày đã làm được cái gì? Dạ, con đã làm đúng y như những lời mợ dặn. Con đã làm tất cả những gì khiến cho con Bình nó té. Con bỏ thuốc phá thai vô sữa thuốc của nó. Dạ, dạ cảm ơn mợ. Giỏi. Nhớ là ngày nào cũng phải làm như vậy nghe chưa? Dạ, dạ nghe. Nè, tránh gặp mặt nói chuyện đi, đừng có để cho đám người ở nó biết đó. Dạ. Nè, tránh bép xép cái miệng nghe chưa, coi chừng tao cắt lưỡi đó. Dạ con không có. Dạ rồi sao còn chưa đi? Dạ, dạ con xin phép. Con... Má, bây giờ má đã tin á là con dâu của má tài giỏi chưa? Tài giỏi gì? Chẳng qua là đố kỵ thôi. Mà liệu hồn con đó, đừng có để cho thằng Duy nó biết chuyện này nghe chưa. Không thôi thì nhà cửa không êm với nó đâu. Dạ má. Trời đất ơi, sao mà nhiều thứ quá vậy nè. Chai nào cũng đẹp. Thơm quá à. Biết xài làm sao đây. Đẹp như vậy sao đành lòng xài chứ. Để mình coi cũng được rồi.
Cậu ba, em đang làm gì vậy? Thì em đang làm theo lời của cậu ba nè. Nhưng mà không biết xài ra làm sao. Nhiều chai quá, chai nào cũng thơm hết á cậu ba. Đây là chai dầu thơm, dùng để xịt lên người cho thơm. Giống như vậy nè. Trời thơm quá à. Mà cậu ba xịt ít ít thôi, coi chừng hết uổng lắm á. Uổng cái gì? Em mà xài hết á thì anh sẽ mua thêm cho em. Đây. Hộp này á là kem dưỡng da, là dùng để em thoa cái chất kem này lên làn da của em để cho nó dưỡng da em cho nó đẹp. Đây là dạ. Đầu tiên nha. Dạ. Sau đó đây là hộp phấn. Dạ. Ha. Là sau đó em phải thoa đều lên mặt của em là bước thứ hai ha. Dạ. Đó. Đây nữa. Còn đây là má hồng, dùng để đánh bên đây cho nó đẹp ha. Dạ. Còn đây là cây son ha, dùng để đánh lên môi em cho nó đẹp. Nhớ chưa? Dạ. Mình nhiều thứ quá, chắc em không nhớ hết đâu cậu ba. Mà sao cậu ba mua chi nhiều dữ thần vậy? Bởi vì em là vợ của anh, mà vợ của anh á thì phải đẹp, biết chưa? Mà cậu ba, cậu ba thấy em vậy là có đẹp chưa? Em đẹp lắm, nhưng mà chưa bằng anh. Dĩ nhiên á là cậu ba đẹp hơn em rồi. Em kỳ lắm nha. Đã biểu kêu bằng anh đi mà cứ cậu ba hoài à. Bộ muốn làm con hầu hoài luôn hả? Tại em kêu không có quen. Với lại kêu bằng anh á, nghe nó kỳ lắm. Không quen hả? Thì mình kêu lần lần đi cho nó quen. Làm sao mà quen được? Muốn quen hả? Dễ lắm. Sao cậu em ba? Em làm như vậy nè. Trời ơi, cậu ba, té bây giờ đi nè, bỏ em xuống. Té bây giờ, em té bây giờ. Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba nè. Cậu ba hả? Cậu ba, cậu ba được không hả? Nè, bỏ gì chưa? Cậu ba nè. Cậu ba hả? Không có cậu ba được kìa chưa hả? Trời 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 mà nó trứng mở như vậy đó. Thứ gì? Chết dành cho chưa? Hả? Cậu hai, cậu hai đi thăm ruộng hả? Hạnh Dung, gần ngày sanh rồi, em còn ra ruộng sao? Em không sao đâu. Nè, em đừng có ỷ y như vậy. Không lo cho em á thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng chứ. Lỡ có bề gì, có phải là hối hận cả đời không? Cậu hai đúng là một người luôn biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Con nhỏ Dung này á, kiếp trước nó không có tu hay sao á, cho nên không lấy được người chồng tốt như cậu hai. Bởi vậy đời nó mới khổ. Mọi người đang nói cái gì vậy? Về thôi, trễ rồi đó. Khổ, lẽ nào Hạnh Dung không hạnh phúc bên chồng như mình tưởng? Những gì cô nói lúc nãy là sự thật chứ? Dạ, với cậu hai á thì con không có dám nói dối. Mà sự thật á, con Dung nó khổ lắm. Một tháng nó có 30 ngày mà hết 28 ngày nó bị chồng nó đánh rồi. Sao? Không có lý do gì cũng đánh sao? Dạ, không phải là không có lý do, mà là một lý do rất là kỳ cục. Lần nào chồng nó uống rượu vô là chồng nó cũng nói
là nó không có yêu chồng nó, còn ghen đứa con ở trong bụng nó đang mang là con của cậu hai. Thật là quá đáng mà. Bao ngày tháng qua Dung vì tôi mà khổ mà tôi không hay biết gì hết. Dạ, số của con Dung á, nó khổ lắm cậu hai. Mà lần nào nhắc tới chuyện đó nó cũng khóc hết trơn á. Rồi nó còn nói á, nếu mà nó không vì mấy đứa nhỏ là nó đã nhảy xong tự vẫn chết từ lâu rồi. Mà cậu hai hỏi á, thì con mới dám nói. Nhưng mà cậu hai đừng có nói chuyện này cho ai biết là con kể cho cậu hai nghe nha. Nếu không con Dung nó biết nó trách con. Tôi sẽ không nói gì đâu. Dạ, thưa cậu hai con về. Dạ. Ê, hôm qua cậu ba lấy xe chở mình lên chợ chơi, mua nhiều đồ đẹp cho nó lắm nha. Không có được gọi là con Bình mà phải gọi là mợ ba biết chưa. Cậu ba đã dặn rồi mà cứ con Bình hoài. Muốn bị ăn đòn nữa hả? Ăn đòn một lần sợ tới già luôn. Nhưng mà quen miệng rồi, khó sửa quá. Mày nói cũng phải á. Nhưng mà công nhận nha, con Bình á, nó cũng có phước thiệt. Mợ ba. Quên, mợ ba. Còn cậu hai á, chưa chắc gì chiều mợ hai như cậu ba đâu. Tụi bay á, cứ ở đó mà đưa con Bình lên cao đi. Cậu ba chiều nó chẳng qua là cái bụng bầu nó thôi. Cái bụng bầu nó biến mất cái, để coi nó được chiều vậy không. Trời ơi, em bé lớn như vậy á, làm sao mà biến mất được. Với lại á, thầy Bảy á, kê đơn hút thuốc, hầm thuốc mỗi ngày, làm sao mà mất. Chị Hiểm á, đừng ác mồm mất miệng như vậy. Tao không có ác mồm mất miệng. Ủa, ăn đồ bổ thì sao? Ngày nào cũng uống thuốc bổ thì sao? Té một cái hay ăn trúng cái thứ gì đó thì trời cứu. Không có té được đâu. Lúc này anh Lũ á, lao sàn nước kỹ lắm. Với lại á, dì Bảy nhắc tụi em rồi, đi á, mà gặp vỏ chuối hay cái gì trơn trợt là lấy bỏ đi liền, làm sao mà té được. Đúng rồi đó. Mới có cắn bầu thôi á, mà cậu ba đã cưng như vậy rồi. Sau này mà sanh em bé ra thấy mặt rồi, cậu ba còn cưng nhiều hơn nữa. Mọi người nói chuyện gì vui vẻ quá đa. Cho em tham gia với. Dạ, em chào mợ ba. Dạ, chào mợ ba. Nè, mai mốt đừng có gọi em là mợ ba nữa. Cứ gọi em là Bình, em Bình, hoặc là con Bình. Chứ gọi vậy em không có quen. Dạ mợ ba, tụi em không có dám cãi lời của cậu ba. Mà bữa nay mợ ba đẹp thiệt á. Bộ mợ ba mới mua sâu chuỗi hả? Mợ ba cho em coi được không? Chị cứ coi đi. Cái này á là do cậu ba bắt tôi đeo, chứ tôi cũng không muốn đeo đâu. Thấy nó rườm rà, vướng víu, nặng cổ, khó chịu lắm. À, xém chút nữa tôi quên. Dì Bảy. Dì con. Hôm qua con lên thị xã có mua một ít bánh tây. Dì và mọi người ăn lấy thảo. Vậy hả, tốt quá. Dì Bảy, bánh này ngon lắm đó. Anh Lũ. Dạ. Nghỉ tay ăn bánh chút đi. Nè, con đem bánh chia cho mọi người cùng ăn với. Mọi người cứ lấy bánh ăn uống nước đi nha. Em đi lên nhà trên. Dạ, mở ba. Dạ, đi. Con ba. Đi như gì vậy? Ý, có bánh ăn rồi. Thế nè, mọi người tập trung chia bánh. Bánh đi. Mỗi người đều được hai cái. Hai cái. Hai cái. Dạ, cảm ơn anh Lũ. Dì Bảy hai cái. Cảm ơn con. Còn riêng con Hiểm á là được một cái thôi. Ủa, tại sao tôi được một cái? Tại vì cái tội dám trù ẻo mợ ba bị sảy thai, đáng lẽ không có cái nào luôn á. Đúng rồi đó, không được cái nào luôn. Không thèm. Vậy nhịn luôn đi.
Dạ chào cậu ba. Sao rồi, có manh mối gì chưa? Dạ cậu ba đã tin tưởng em. Thằng em này chắc chắn sẽ làm hết sức mình thôi. Mày dài dòng quá, tao hỏi có manh mối gì chưa? Dạ với sự xông xáo và mối quan hệ với ngài quận trưởng nên em đã tìm được địa chỉ rồi. Là địa chỉ của người bà con thất lạc lâu năm của mợ ba. Nhưng mà thử cái này thêm cho mày. Cảm ơn sự hào phóng của cậu ba. Theo như sổ bộ ghi lưu á, thì bà ngoại của mợ ba có hai người con. Người chị á, không nghe lời, yêu người tài xế nên bị cha đánh đuổi đi, cấm không có cho quay về nhà. Người em á, thì lấy chồng, sinh được ba đứa con, có một đứa tên là Thị Bình. Rồi sao nữa? Theo lời của những người xung quanh kể lại á, người chị hai có quay trở về quê, nhưng mà lần nào cũng bị người cha đánh mắng đuổi đi, cho nên lâu dần không có thấy quay về nữa, đi biệt tích suốt 20 mấy năm nay. Biệt tích hơn 20 năm, biết ở đâu mà tìm bây giờ? Tìm một người đã bỏ quê đi hơn 20 năm đúng là khó hơn tìm kim dưới đáy biển. Có lúc tụi em nản quá, tưởng là bỏ cụ tới nơi luôn, thì may mắn tìm được ông chủ xe. Ông ta tuy già nhưng còn rất minh mẫn. Ông ta có cho em tên tuổi và địa chỉ của người tài xế năm xưa nè. Em đã ghi hết vô đây rồi. Nếu cần, tụi em sẽ truy tìm và đưa người đó về đây trước mặt cậu ba. Đã có địa chỉ và tên người rồi, mau mau tìm người này về đây cho tao. Dạ, thưa cậu ba em đi. Đi theo em. Em từ từ cối. Trời ơi, em đi đâu vậy? Cái gì mà lôi kéo dữ vậy? Lỡ dốc té là nguy hiểm lắm. Không có té đâu, lẹ đi. Em có cái này cho cậu ba coi. Coi cái gì mà nửa đêm bắt anh ra khỏi giường? Sáng mai coi không được sao? Không có được. Sợ đến sáng á thì không còn gì nữa rồi. Cậu ba đi nhanh nữa, em bảo đảm cậu ba mà nhìn thấy thì sẽ mê liền. Mê cái gì? Em nói liền đi, úp mở hoài à. Không nói đâu, cậu ba phải đoán mới được. Đoán hả? Ừ. Nè, bây giờ cậu ba để em bịt mắt lại. Cái gì? Bịt mắt nữa hả? Ừ. Thôi mà, xem nhiều trò quá. Thôi, có chuyện gì em nói lẹ đi, con về ngủ nữa, khuya rồi. Không được. Nếu cậu ba không cho em bịt mắt á, thì em sẽ không cho cậu ba thưởng thức. Thôi được rồi, bịt mắt thì bịt mắt, nhưng mà nói trước đó nha, nếu không đúng như lời em nói á thì đừng có trách đó. Em đảm bảo luôn, nếu như mà không làm cho cậu ba vui thì đêm nay á em sẽ thức nguyên một đêm để quạt cho cậu ba ngủ luôn. Nói là phải giữ lời. Rồi, bây giờ ha, cậu ba đi đi, em dẫn cậu ba đi nè. Từ từ ha, đây đây đây, bên phải á. Từ từ nha, từ từ, đúng rồi. À. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi, 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 đứng lại, đứng lại. Đứng im nha, đứng im. Rồi, bây giờ á, cậu ba hít mạnh vô đi. Cậu ba thấy gì không? Bịt mắt mà kêu người ta thấy. Em quên mất, đợi em chút nha. Rồi, cậu ba hít sâu một lần nữa thử coi. Cậu ba. Cậu ba. Cậu ba, bộ cậu ba không thích hả?
em trồng bông lại cho cậu ba đó. Lâu lắm rồi, từ khi ba anh mất, anh mới có lại cảm giác này. Anh cảm ơn em. Cậu không cần cảm ơn em, chỉ cần cậu vui là em mừng lắm. Cậu coi nè, ở bên đây nè, bên đây nữa, còn bên đây nữa nè. Cậu ba coi, bông lại đã nở trắng hết rồi nè. Mỗi lần anh bị má la, ba thường dắt anh ra ngồi dỗ anh bên những bụi lại. Hương lại nhẹ nhàng, giúp cho anh bình tâm và dễ chịu lắm. Nhưng từ ngày ba mất, anh đã dần quên mất đi cảm giác này. Nhà mình có nhiều người làm và nhiều đất trống như vậy, sao cậu không trồng ra nhiều bông lài mà để nó lụi tàn hết như vậy? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ lúc đó anh còn nhỏ, mà cũng vì quá đau buồn trước cái chết của ba, anh không dám đối diện với vườn xưa, cảnh cũ. Lâu dần rồi quên mất, cho tới khi em nhắc lại cho anh nhớ. Ba em á thì rất thích uống trà lại, nên ở quê em thường hái phơi khô rồi để dành cho ba. Nhưng bắt đầu từ bữa nay, em biết mình có thêm một lý do để thích mấy bụi hoa này. Thêm một lý do? Bởi vì mùi bông lài là mùi yêu thích của người em thương mà. Bây giờ đã thú nhận là chịu thương tôi rồi hay sao? Thật ra thì em thương cậu ba lâu dữ thần lắm rồi, nhưng tại em xấu hổ không nói ra thôi. Mà em hỏi thiệt, cậu ba có thương em không? Tự biết đi, anh không nói. Không được, em thích nghe cậu ba tự miệng nói ra. Cậu ba nói đi. Cậu ba có thương em không? Ngốc quá, không thương mà người ta nắm chặt tay từ nãy tới giờ à. Lại còn lặn lội đi kiếm thuốc ở... Cậu ba lặn lội đi tìm kiếm cái gì? Không nói. Cậu ba nói đi, cậu ba lặn lội đi tìm kiếm cái gì vậy? Cậu ba nói đi mà. Em năn nỉ đó. Nói đi. Cậu ba có nói không? Hả? Cậu ba có nói không? Mẹ
Nước cam pha với hộp gà này mỡ, uống đi cho nó khỏe. Có vàng á, tao uống cũng không có vô nữa. Mà nè, tao đi mới có mấy ngày thôi mà ở nhà lên đời dữ vậy mày. Con không biết nó có lên đời hay không, mà sâu chuỗi á, cậu ba mua cho nó đẹp hơn sâu chuỗi cậu hai mua cho mợ nhiều. Rồi còn một gánh vải gấm, vải lụa, satin Tân Châu, 10 đôi guốc, rồi giờ thơm đắt tiền nữa. Mợ có biết á, mỗi lần cậu ba chở nó đi thị xã về á, là mua đồ cho nó hả, phải mấy đứa ra gánh mới hết á. Rồi bà chủ á, có thấy, có nói gì không? Bà chủ đâu có quan tâm. Mấy ngày nay á, bà hết đi đám rồi tới ngồi sòng bài tứ sắc tới khuya, rồi kêu anh Lũ á, lái xe chở bà về. Thì tức chết mà. Chữ quan không ai chứng, không cưới hỏi đàng hoàng mà một bước lên mây như vậy sao? Còn thằng em chồng ngang tàn kia nữa, ăn xài cái kiểu đó của nước cũng phải lỡ. Con cũng tức cậu ba thiệt á, nhưng mà con nghĩ lại con tức cậu hai hơn. Mày tức chồng tao? Dạ, mợ nghĩ thử coi sao mà không tức. Con mình chỉ là người ăn kẻ ở, có bầu không cưới hỏi, mà cậu ba đối xử với nó như ngọc như ngà. Thử hỏi người mà cậu thương á, cậu cưới đàng hoàng á, thì còn cỡ nào nữa. Còn cậu hai á, có đời nào mà con thấy cậu mua quần áo hay là vòng vàng cho mợ đâu. Bà cho cái gì thì mặc cái đó. Còn cái sâu chuỗi của mợ nè, từ hồi cưới tới giờ nó muốn mòn đứt dây luôn á, mà cậu hai còn chưa đi đánh bóng lần nào. Còn hộp xoàn gì mà lâu ngày lu mờ, giống như là hộp xoàn giả vậy. Mày biết để ý quá ha. Nhưng mà mày nói đúng, chồng của tao không có một chút ga lăng. Coi như con mình nó có phước hơn tao đi. Thì con nói rồi, nó có phước, còn mợ với con á, thì vô phước. Mợ thì chồng lãnh cảm ê chề, còn con á, thì tối ngày chúi đầu nhỏ lông gà phục vụ cho nó. Lãnh cảm cái đầu mày á. Gái chưa chồng mà ăn nói bậy bạ. Mày đó nha, đừng có thấy tao hay nói chuyện với mày rồi tưởng mình lên hương cái mày. Bà đó dám thảy cục bình xuống giếng thì ta cũng dám cắt cái lưỡi của mày nghe chưa. Dạ dạ dạ, con xin lỗi mợ. Con ít học cho nên con nói chuyện ngu rồi. Giả miệng, giả miệng, giả miệng, giả miệng. Thôi được giả rồi miệng. Tao không có chấp nhất. Nhưng mà cái chuyện mày nói tối ngày nhổ lông gà phục vụ cho con mình là cái chuyện gì? Mợ coi đó, ngày nào cậu ba cũng kêu bà Bảy làm món gà ác hầm thuốc bắc cho con Bình ăn. Mà ai nhổ lông gà, con nhổ chứ ai. Mợ đi có mấy ngày mà tay con nhổ lông gà cục hết móng luôn nè. Mày xạo thì cũng xạo vừa phải thôi. Tao mới đi có mấy ngày thôi mà mày cục móng hả? Làm như ngày mày nhổ mấy chục con gà không bằng. Dạ, tại nói vậy thôi. Còn cái chuyện tao biểu mày làm, tại sao tới bây giờ vẫn chưa có kết quả vậy? Mày ham chơi, không có làm đúng không? Dạ đâu có, con đâu có dám ham chơi đâu. Nhưng mà dù làm biến á, con cũng nhớ làm. Tại vì con ghét cái bụng bầu của con Bình hơn mợ hai luôn. Vậy tại sao cho tới bây giờ cái bầu của nó còn nguyên si, rồi ngày càng lớn nữa kia kìa? Mợ biết sao không? Con đổ xà bông á, thì ông Lũ ông chùi hết rồi. Còn con quăng vỏ chuối á, thì bà Bảy với mọi người lụm hết rồi. Không có mợ ở nhà thì không có ai bài con làm gì hết. Cho nên con đâu có nghĩ ra kế gì được đâu. Mày đúng là đồ ngu. Mày làm lỗ liễu như vậy, biểu sao tụi nó không biết? Dạ không ạ, con làm kín đáo lắm. Nhưng mà con không hiểu sao tụi nó biết được. Mày đúng là cái đồ ăn hại mà. Bây giờ nó đã đề phòng rồi thì khó mà ra tay, mày biết không? Mà lạng quạng nghe, tới tay của Khả Duy là không phải một mình mày chết đâu nghe chưa. Vậy giờ sao mà, không lẽ mình bỏ cuộc? Bỏ cuộc sao được mà bỏ cuộc. Mày tạm ngưng mọi chuyện lại đi, rồi ta sẽ tính cách khác. Dạ thôi, con không làm phiền mợ hai nữa, con đi vô trong làm việc tiếp đây.
chuyện này con không biết có nên nói cho mợ biết không. Chuyện gì? Mẹ muốn xin cái gì nữa hả? Dạ không phải. Mấy bữa mợ hai đi vắng, con thấy cậu hai nhốt mình trong phòng đọc sách hoài luôn. Đọc sách thì có gì mà lạ? Dạ đúng rồi, đọc sách thì không có gì lạ hết. Nhưng mà sắc gì ta? Tờ ai tai sắc tái. Có phải không? Hợp nặng hợp tái hợp. Thì ra là cậu hai đọc sách tái hợp. Ôi, mình phải nhớ để mình về mình kể cho mọi hai nghe mới được. Cô Hạnh Dung dữ vậy cả. Nhưng mà thấy trẻ đẹp hơn nhiều quá. Cô làm gì trong phòng tôi vậy? Dạ con đang dọn dẹp cậu hai. Ngày mai mợ hai về cho nên con vô phòng dọn cho sạch sẽ. Dạ thưa cậu hai con ra ngoài. Dạ con không biết. Mới sáng á con thấy cậu hai thay đồ đẹp đi ra ngoài rồi. Mà cũng ngộ lắm hả mợ hai. Mợ đi á thì tối ngày cậu hai ở trong phòng, tới chừng mợ về á thì cậu bỏ đi ra ngoài, không có giống cậu ba với con Bình gì hết á. Dạ dạ thôi
Con không nhiều chuyện nữa, con đi làm. Đi đi. Dạ con đi. Quả đúng như mình dự đoán mà. Thì ra Khải Giang vẫn còn tình cảm với con Hạnh Dung đó. Nè, em vô trong ngồi đi, trời nắng quá. Cậu ba, cậu ba dắt em vô quán chi vậy? Vô quán dĩ nhiên là uống nước rồi. Hỏi gì mà cũng hỏi cho được nữa. Nhưng mà uống nước tại sao không ở nhà mình uống mà phải vô quán? Em không có quen chút nào. Hay là mình về nhà đi cậu ba. Đi. Chứ ở đây người ta cứ nhìn mình hoài à, kỳ lắm. Ta nhìn thì nhìn, ta nhìn có sao đâu. Với lại ở nhà làm sao mà anh có thể tặng em bất ngờ được. Em ngồi xuống đây đi. Dạ cậu mời dùng gì? À, cho ống trà đi. Dạ. Cậu ba, từ nhỏ tới lớn á, lần đầu tiên em vô quán uống nước như vậy luôn á. Mai mốt á, anh sẽ dắt em đi tửu lầu chơi, chịu không? Nhưng mà tới mấy cái chỗ đó em phải ăn bận sang trọng lên một chút, chứ ăn bận như vậy á là không có được đâu. Sang trọng nữa hả? Ừ. Em thấy á, mình như vậy là sang trọng lắm rồi đó. Mà cậu ba, cậu ba nói á, cậu ba cho em bất ngờ. Là bất ngờ gì vậy cậu ba? Đợi một chút. Sao giờ này vẫn chưa thấy tới nữa kìa. Dạ mời. Dạ, chào cậu ba. Rồi người đâu? Sao trễ vậy? Dạ, vì sự cố bất ngờ nên có phần trễ nải. Mong cậu ba thông cảm. Nhưng mà bảo đảm chuyện này sẽ làm cậu ba bất ngờ lắm. Bất ngờ hả? Cậu ba sẽ không bao giờ ngờ người mà cậu ba tốn công tìm kiếm là ai đâu. Là ai thì dắt ra đây ngay đi, nó nhiều quá. Dạ. Dì Bảy. Dạ. Dì Bảy đây á, chính là người mà cậu ba cần tìm. Sao lại như vậy được chứ? Dạ. Đi một vòng lớn, không ngờ người cần tìm lại ở cạnh bên mình. Dạ, nhiệm vụ của em tới đây là xong rồi. Xin phép cậu ba em về. Dạ. Cậu ba, sao cậu ba lại mời dì Bảy tới đây vậy? Vì dì Bảy chính là người bà con mà em đã tìm hơn 20 năm nay đó. Bà con của em? Không lẽ dì Bảy là... Phải đó con. Dì Bảy. Dì Bảy, dì thiệt là dì hai của con sao? Dì đúng là dì tâm của con đây. Vậy sao lâu nay người ta cứ kêu dì là dì Bảy? Bảy là thứ của chồng dì. Dì theo chồng về xứ chồng, riết rồi chết tên luôn à. Chứ khai sanh của dì á tên là Trần Thị Thanh Tâm. Nếu con không tin á, dì đi lấy giấy khai sanh ra cho con coi. Dạ không phải. Làm sao mà con không tin dì được? Ừ. Tại con bất ngờ quá nên con ngỡ ngàng. Cuối cùng con đã tìm được dì của mình rồi. Con mừng lắm dì. Hồi đó Dượng Bảy của con á lái xe cho ông chủ Khiêm,
Dì với Dượng gặp nhau mấy lần rồi ưng nhau, nhưng mà ông bà ngoại con không có đồng ý. Hai người muốn gả dì cho anh Tịnh gần nhà. Dì lúc đó trẻ người non dạ, dì nghe lời xúi dục của Dượng con, cùng nhau bỏ xứ, trốn theo ổng tới xứ này đó con. Dạ, chuyện này hồi ông bà ngoại còn sống, con có nghe. Bà ngoại thương dì lắm, lúc nào cũng trông dì về hết. Nhưng mà ông ngoại á thì không có chịu, lúc nào cũng nói dì mà dám về sẽ đánh què chân dì, có phải không? Con nè, dì bỏ xứ đi biệt tích không về không phải là sợ ông ngoại con đánh què chân đâu, mà còn một lý do khác nữa. Lý do khác? Lý do khác là lý do gì vậy dì? Hồi má con còn sống á, má con cứ thắc mắc hoài, không biết vì lý do gì á mà dì lại bỏ quê, không có chịu về thăm ông bà ngoại. Vì sao đó dì bị Dượng con phụ bạc. Bị Dượng con phụ bạc? Ừ. Dì đi theo Dượng con gần được 7 năm thì Dượng con thay lòng đổi dạ theo một người đàn bà khác, với lý do là dì không có biết sanh con. Trời ơi, tội nghiệp dì quá. Vậy tại sao lúc đó dì không về quê nói cho bà ngoại biết? Ban đầu ông bà ngoại đã nói rồi, nhưng mà dì đâu có nghe, cứ quyết tâm sống theo ý của mình. Khổ hạnh ngày hôm nay là do dì tự chuốc lấy. Mặt mũi nào mà về quê gặp ông bà ngoại hả con? Dạ, tại vì không biết đó thôi. Cuối cùng ông ngoại cũng đã tha thứ hết cho dì. Trước khi chết ông ngoại trông dì dữ lắm. Dì đúng là đứa con bất hiếu mà không đáng sống ở trên đời này nữa. Thôi mà, chuyện qua lâu rồi, dì đừng có buồn nữa. Mà dì biết không, con nằm mơ con cũng không tin nổi dì lại là dì ruột của con. Hèn gì lúc mà mới gặp dì con đã thấy quen quen rồi. Con yên tâm đi, dì sẽ thay má con mà chăm sóc cho con và cả đứa con ở trong bụng con nữa. Con Chung đâu? Con Chung đâu? Ra đây tao biểu coi. Mày điên hả? Có chuyện gì mà anh gọi em giật ngược vậy? Em đang mắc nấu cơm, anh chờ chút đi. Cơm đang sôi rồi, để em canh bớt lửa xong chắc nước ra rồi lên nói chuyện với anh nha. Không có cơm nước gì hết, đứng lại đó. Mày bước lại đây tao biểu, nhanh. Mày hay lắm, mày dám qua mặt tao, lén lút tư tình với con hai con bà hỏi đúng không? Anh đừng có nói bậy. Em tư tình lén lút với cậu hai hồi nào mà anh nói là em cãi lời anh? Mày còn dám nói như vậy nữa hả? Mày tưởng đâu tao không thấy mày muốn nói gì nói hả? Nè, người ta đồn á mày còn qua lại với cậu hai giữa đường giữa xá. Mày còn dám liếc mắt đưa tình nữa. Bây giờ nếu không có ai ở đó mày làm tới cái gì nữa hả? Anh không tin thì thôi, tôi phải đi nấu cơm đây. Mày dám? Mày đứng lại đó. Anh tại sao mày đối xử với tao như vậy? Buông tôi ra. Tại sao? Mày chịu đau hả? Người đau là tao nè. Mày đứng dậy, mày đứng dậy nói cho tao biết. Em đau quá. Lúc mày hẹn hò với cậu hai, tại sao mày không thấy đau? Mà bây giờ mày đau là sao hả? Trả lời cho tao biết. Tại sao lúc hẹn hò với cậu hai mày không đau? Hả? Đứng dậy nói cho tao biết. Đi hả? Vợ té mà không đỡ. Cậu hai dám tới nhà tôi luôn hả? Bỏ vợ tôi ra. Buông ra. Tôi nói cậu bỏ vợ tôi ra. Nè, tôi cảnh cáo lần cuối nha. Em thấy trong người sao rồi? Em đau bụng quá. Lên đây giúp. Thôi chết.
động thai rồi. Cái gì? Tránh ra, tránh lên đi em. Cũng hay, thử coi tụi mày được chối được nữa không. Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi? Cú ngã khá mạnh, buộc lòng chúng tôi phải cho sinh sớm. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà tinh thần vẫn chưa ổn định, nên cần phải có thời gian để tịnh dưỡng. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, bác sĩ, con tôi là con trai hay con gái vậy? Là con trai, một bé trai rất kháo khỉnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Quang à, anh lo cho Hành Dung nhiều như vậy, tại sao lại thường xuyên đánh đập và ngược đãi cổ chứ? Nè, có phải là tại tôi không? Anh vẫn không quên chuyện tôi với Hành Dung phải không? Cậu hai, cậu đừng có nghĩ cậu là con của bà Hội rồi cậu muốn làm gì thì làm nha cậu hai. Tôi nói cho cậu biết, Hành Dung là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu can thiệp vô làm cái gì? Tại sao tôi không được quyền can thiệp khi tôi chính là nguyên nhân gián tiếp khiến anh hiểu lầm đó? Anh phải tin vợ của mình chứ. Tôi và cổ từ lúc chia tay tới giờ không hề gặp lại. Không hề gặp lại? Không gặp lại vậy còn qua nhà tôi làm cái gì? Tôi đến vì lời năn nỉ của má anh, và cũng vì những lời đồn anh thường ngược đãi Hành Dung. Bây giờ cậu muốn cái gì? Cậu định dùng uy quyền để hăm dọa tôi hả? Tôi không muốn cái gì hết, cũng không dùng quyền uy để hăm dọa anh. Tôi chỉ muốn đến gặp và nói chuyện với anh như hai người đàn ông. Hai người đàn ông? Là sao? Là tôi muốn giải thích cho anh hiểu, tôi và Hành Dung hiện không còn một chút tình cảm nào hết. Anh đừng hiểu lầm rồi đai nghiến hành hạ cổ. Thương xót vợ tôi như vậy mà nói là không còn một chút tình cảm, cậu làm như vậy tôi có tin cậu được không? Nè, Hành Dung là một cô gái tốt, tôi không phủ nhận là mình rất tiếc khi không thể cưới cô ấy làm vợ. Vậy là... Nhưng anh phải tin tôi, giữa tôi và Hành Dung hoàn toàn trong sáng. Hành Dung không bao giờ phản bội anh. Vợ tôi tự biết ha, không cần anh phải giải thích. Tôi giải thích là vì không muốn anh ngược đãi Hành Dung thêm một lần nào nữa. Cô ấy đã sanh cho anh tới đứa con thứ tư rồi, anh cần phải yêu thương và biết ơn cô ấy nhiều hơn chứ. Cậu nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời cậu về, để tôi vô còn lo cho vợ con tôi nữa. Tôi còn câu nói cuối cùng với anh, nếu anh còn dám hành hạ Hành Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Cậu hăm dọa tôi hả? Nè, tôi không phải hăm dọa, mà là tôi nói thật đó. Anh nhớ đó, tôi không chỉ nói suông đâu. Mày nghe cho kỹ đây, mày đừng có hăm dọa tao. Tao nói cho mày biết, vợ của tao thì tao muốn làm gì tao làm. Tao thách mày đó. Bình nè. Dạ. Em phải ăn thật nhiều vô nghe chưa? Đây chính là những món á mà chính tay anh lựa mua, rồi anh kêu dì Bảy với lại con Hiểm là nấu để cho bồi bổ mẹ con em đó. Cậu ba để em tự gấp được rồi. Đừng gấp nữa cái gì, anh đang chăm sóc cho vợ của anh chứ bộ. Con mời má. Ăn đi em. Dạ. Từ ngày chú ba có vợ, thay đổi tính tình dữ đa, thành người hiếu đạo rồi đó. Nhưng mà có hiếu với vợ, chứ không phải như con dâu này có hiếu với má chồng. Má à, con mời má. Má cần là con cái biết hiếu đạo, chứ má không có cần người gấp
bỏ từng chút vô chén như là con nít vậy. Có tay, có chân, chứ có phải què cục gì đâu mà nhờ người khác gấp cho mình. Chướng tai gài mắt quá đi. Má, dù sao thì vợ của con cũng chưa có quen mà. Chưa quen, chưa quen mà gài được cái bụng chữa chỉnh in á. Chừng quen rồi không biết sao nữa. Dạ, dạ thưa bà, con xin lỗi. Dạ, từ rày sắp tới con sẽ không để cho cậu ba gấp cho con nữa đâu. Em, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Em là con dâu ở trong nhà thì em phải gọi má của anh bằng má, chứ sao mà gọi cứ một bà hai bà vậy. Em không sợ má của anh buồn hả? Em sửa lại đi. Dạ, con, dạ con xin lỗi má. Dạ, con mời má. Ai sai, ai biểu, ai mượn mà tài lanh như vậy hả? Hay sao? Dạ. Đổi cái chén khác cho má. À, dạ dạ. Cái thứ vừa dái bẩn thỉu mà còn đòi dám gấp cho má nữa hả? Bình à. Dạ. Nể chú ba nên là má mới cho mày ngồi ăn chung. Mày đừng có được voi đòi tiên, ham hố muốn được đối xử như con dâu nghe chưa. Má à, đây cũng là tấm lòng của thím ba. Má nói vậy không sợ anh? Chỗ má đang dạy kẻ ăn người ở, anh không biết á thì lo ăn cho xong đi rồi xuống, đừng có xen vô. Mà má công nhận hồi nào mà anh cứ thím ba ngọt xớt vậy. Chị dâu, tôi thật sự không muốn tranh cãi với chị, nhưng xét cho cùng chị cũng là con dâu trong cái nhà này, tức là quyền hạn ngang với vợ của tôi. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, tôi không cần ý kiến của chị. Má nói đi má. Con kêu vợ con gọi má bằng má cho kính trọng lễ phép, như vậy thì có gì sai hả má? Một đứa thì kêu thím ba, một đứa ngọt ngào kêu là vợ. Rồi ép má, biểu má là phải công nhận một con hầu hèn mọn như vậy. Duy à, con sai rồi. Má ở đây chỉ có nhận cháu chứ không có nhận dâu. Hừ. Con coi nó là vợ con, nhưng trong mắt má nó chỉ là một con ở cùng đinh mạc hạng, khố rách áo ôm thôi. Chưa trồng lòng heo thả trôi xong là may lắm rồi. Đó, chú ba nghe chưa? Chú đừng có mà vợ em ngang hàng với chị như vậy. Má đã coi nó là người ăn kẻ ở trong nhà thì trong mắt tôi nó cũng không hơn như vậy được đâu. Từ chỗ ăn cơm thừa cá cặn, một bước lên ngồi ăn chung một bàn là vinh hạnh cả đời cho nó rồi. Ủa rồi Duy, dạ thưa bà, con thưa cậu ba, con đã hầm đủ lửa thấu gà cho mợ ba như đúng lời cậu dặn. Hiểm, mày hầm cái gì đó? Dạ thưa mợ hai, con hầm gà tìm thuốc bắc. Gà ở đâu mà có? Dạ của cậu ba mua về. Cái nhà này á, hồi nào tới giờ á là ăn chung, đâu có chuyện mà có người tự tiện nấu món ngon cho một mình con Bình ăn đâu. Cái thú gà này đặt ở giữa đi cho mọi người cùng ăn. Má, con gà này á là chú ba sai con Hiểm làm riêng cho con mình nó ăn. Má để cho nó ăn một mình đi.
Dầu gì á, con của nó cũng là cháu của má mà. Má hiểu không? Má quên. Má quên. Bình. Bình à. Dạ. Chồng bay làm cho bay ăn đó, thì bay ráng ăn đi. Ha không? Dạ. Phải đó thím ba. Thím ăn đi. Đứa bé rất cần sự bồi bổ đó. Ăn đi. Dạ. Dạ cậu ba, tôi có chuyện này rất khó nói, nhưng vì sanh mạng của hai con người nên tôi đánh liều ra đây để gặp cậu, nhưng mong cậu tha tội. Đó là dì của em Bình rồi, thì cũng là dì của con. Dì Bảy được có khách sáo. Dạ, nhưng mà trước khi nói, tôi xin cậu hứa với tôi một điều nghe. Vậy hả? Dạ, là cậu không có được nóng nảy. Con hứa. Nhưng hai sanh mạng đó là ai? Dạ, là của mờ ba với đứa con ở trong bụng của mờ đó cậu. Cái gì? Là em Bình? Dạ. Dạ, con của con hả? Dạ đúng vậy. Đã không ít một lần thằng Lũ nó nghe được mợ hai nói chuyện với con Hiểm á, là phải tìm cách hại con Bình làm cho nó hư tai. Nó đã ra tay nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào cũng bị tôi với thằng Lũ phát hiện rồi ngăn cản kịp thời, nên tới giờ nó cũng chưa có ra tay được. Khốn nạn. Chị Du với con Hiểm dám làm vậy hả? Con phải gặp để hỏi cho ra lẽ mới được. Nè 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 cậu ba, tôi xin cậu. Cậu đã hứa là không có nóng nảy rồi mà. Dì Bảy đừng có cản con. Đây là tánh mạng của vợ và con của con. Nhưng mà cậu ba ơi, nhưng mà mình đâu có chứng cứ cụ thể đâu. Bây giờ nếu cậu ba mà nói ra là con Hiểm nó chối phăng đi liền à. Nó thấy mình biết chuyện, nó sẽ càng cẩn thận hơn, không có dễ khinh suất để mình bắt tận tay đâu cậu ba. Vậy bây giờ theo dì Bảy con phải làm sao? Dạ, theo tôi thì tôi với thằng Lũ á vẫn tiếp tục theo dõi con Hiệp để mà tìm cách bảo vệ mợ ba. Còn phần cậu thì cậu phải để ý tới đồ ăn thức uống của mợ nhiều hơn nữa. Mà nếu cậu thấy có cái gì bất thường thì cậu lập tức ngăn cản lại liền. Mợ ba cũng gần ngày gần tháng rồi, tôi lo là họ sẽ càng mau gấp rút đi để mà tìm cách hãm hại cho nhanh đó. Dạ, dì Bảy yên tâm, con sẽ chú ý. Được vậy tôi cảm ơn cậu ba. Dạ tôi xin phép ạ. Bình à, mày cũng nên ăn để bồi dưỡng cho cái thai đó đi. Dạ, nhưng mà nhiều quá con ăn không hết. Hay là bà với mợ hai ăn trước đi, rồi con ăn sau. Cái con gà có nhỏ bằng bàn tay à, rồi ai ăn ai nhịn. Biểu mày ăn thì mày ăn đi, lôi thôi quá. Dạ. Ăn đi. Dạ. Bình, dừng lại. Chú ba, chú làm sao vậy? Làm cho mọi người hết hồn à. Nó ăn á thì chú cứ để cho nó ăn đi, chú cản làm gì. Em. Dạ. Tự nhiên á, anh thấy thèm cái thố gà này quá. Hay là bây giờ em để cho anh ăn đi, rồi ngày mai á anh sẽ mua thật là nhiều gà, rồi anh sẽ tự tay nấu anh hầm cho em ăn nha. Em đừng có giận anh nha. Dạ, cậu ba thèm á thì không có, em cũng ráng kiếm cho cậu ba ăn. Chứ giận cái gì, cậu ba ăn đi. Gì à? Má không biết là con thèm ăn gà tiệm thuốc bắc đến cái cỡ như vậy. Đến cái cỡ mà cũng bất lịch sự, con dành ăn với người khác như vậy. Thực ra thì con không thể mang tới mức mà phải dành ăn với vợ của con. Nhưng mà con muốn ăn như vậy để cho người khác tức chết chơi. Chú ba, chú nói như vậy là có ý gì? Chú ăn gà thì ai tức chứ? Nấu vậy chị chưa hiểu hả?
mở như vậy, ai mà hiểu cho được. Chị muốn hiểu hay là chị không hiểu cũng không sao. Nhưng có chuyện này tôi muốn thông báo cho cả nhà biết. Em Bình là vợ của tôi, và đứa con trong bụng em Bình là con của tôi. Tôi cấm bất cứ ai đụng tới em Bình, dù chỉ là một cọng tóc. Chị hai, ngày xưa tôi từng giết người, thì bây giờ tôi không ngại giết lại một lần nữa đâu. Khải Duy à, em nói cái gì mà kinh khủng quá vậy? Anh hai, con người của anh hiền lắm, anh không có hiểu hết chuyện đâu. Nhưng em tin chị dâu hiểu hết chuyện. Khi nào anh rảnh, anh cứ hỏi chị dâu đi, chị dâu sẽ kể cho anh nghe ngọn ngành. Đừng có sợ ảnh hưởng tới con của mình, nghe em. Dạ. Thưa bà, thưa mợ, thưa cậu, con đi. Thì bà, thì phải cẩn thận chứ. Em có sao không? Dạ không, dạ không. Con cũng no rồi, con xin phép má. Tụi bay đi xuống dưới hết đi. Dạ. Dạ. Má, má, chú bà nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết trơn vậy. Nó nói rõ ràng như vậy mà con nói là con không hiểu là sao? Ý của má là chú bà biết chuyện mình bỏ thuốc phá. Mấy cái chuyện như vậy không phải muốn nói là nói đâu nha. Nhưng mà làm sao chú ba biết được? Sao mà nó biết được á, thì má cũng không biết nữa. Nhưng mà cái điều má biết rõ ràng á là nó đã úp mở, nó cảnh cáo hai má con mình rồi đó. Hiểu chưa? Chú bà còn hăm dọa giết người nữa chứ. Nó không có nói suông đâu. Vậy chuyện này má tính sao? Má tính sao thì má tính đi nha, chứ con không biết đâu. Nghĩ tới ngày mà con Bình đã sinh đứa con đó ra, con tức muốn đi tự giận đi nè. Thì tại sợ mất quyền thừa kế cho nên tức là lẽ đương nhiên rồi. Vậy chứ má không tức sao? Mới đầu thì má cũng có tức. Nghe những lời thằng Duy nói á thì má thấy phải. Má thấy phải. Má, má đi đâu vậy? Má chưa trả lời con mà. Mới đầu thì má cũng có tức. Nghe những lời thằng Duy nói á thì má thấy phải. Phải? Má nói từ phải là có ý gì? Không lẽ bây giờ má đã bắt đầu thấy yêu quý con mình? Không được, con mình không thể nào có vị trí ngang hàng với mình trong nhà này được. Nó sẽ sanh con, rồi đây nó sẽ dần chiếm cảm tình của má. Mình phải ra rìa. Không được, không thể nào được. Tất cả cũng tại thằng chồng vô tích sự của mình mà ra. Sao, chồng mới vắng nhà có một chút mà chịu không nổi rồi phải không?
Em thấy khó chịu khi chú ba chăm sóc thím ba chu đáo hơn anh phải không? Em đừng có như vậy mà. Người ta là vợ chồng son, dĩ nhiên là ân ái mặn nồng rồi. Anh muốn nói gì? Anh nói những lời này là để khiêu khích, chọc tức tôi đúng không? Không có. Anh chỉ muốn làm quà với em thôi. Nè, từ nay á, mình thôi cái cảnh tranh cãi với nhau đi. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em như ngày mới cưới vậy. Tự nhiên thay đổi tính khí bất tử vậy? Bộ anh uống lộn thuốc rồi hả? Anh không có lộn thuốc. Chỉ là vì anh mới đi gặp Hạnh Dung về thôi. Cái gì? Anh đi gặp tình cũ về rồi kể cho tôi nghe sao? Khoan. Khoan nổi cơn tâm bành đã. Nghe nói nè, thật ra ban đầu tới gặp Hạnh Dung, anh cũng có chút xao xuyến. Nhưng khi nhìn ánh mắt Quang lo lắng trong lúc Hạnh Dung sinh con, anh biết là Quang rất là yêu vợ. Anh không cho phép quá khứ của mình là bóng ma chen giữa hạnh phúc của hai người họ. Nên anh đã... Anh đã làm sao? Anh đã nói cho Quang biết hết sự thật và khuyên anh ấy nên yêu thương Hạnh Dung. Cô ấy đã sanh cho Quang 4 đứa con rồi, cho nên cần phải yêu thương và tôn trọng nhiều hơn. Nói gì thì cũng là anh quan tâm tới con Hạnh Dung đó thôi. Anh đã nhìn thấy đứa con của Hạnh Dung rồi. Nó bé bỏng và dễ thương lắm. Rồi anh nghĩ tới ngày vợ chồng Khải Duy sanh con, cho nó cũng đẹp trai giống y như Khải Duy vậy. Em à, tự nhiên anh ước mình có con. Nói dòng nói do, tóm gọn lại một câu, cũng là anh sợ mất chỗ đứng trong lòng má khi chú ba sinh con thôi. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn mình có con. Nên từ bây giờ anh sẽ hứa với em là không cần em nhắc nhở hay nhăn nhó gì hết đó. Anh sẽ tự uống thuốc, rồi tự nguyện đến chùa cầu khẩn vào mỗi ngày rằm và mùng 1. Nhất định là vợ chồng mình sẽ có con, sẽ là gia đình hạnh phúc mà. Thay vì mơ mộng diễn dông thì anh nghĩ tới chuyện thực tế đi. Mơ mộng diễn dông, nghĩ đến chuyện thực tế là sao? Thực tế là anh không thể sinh con. Bác sĩ nói còn nước còn tát. Lúc trước em cũng thường xuyên khuyên anh như vậy mà, đúng không? Lúc trước tôi khuyên anh như vậy là vì tôi chưa biết nguyên nhân chính xác. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Thì tôi biết người từng bị oai bị không thể sinh con. Em nói sao? Anh từng bị oai bị à? Không thể nào. Em đang nghe nói chuyện này. Mới đầu tôi cũng thấy lý do gì không hợp tuổi mà gia đình Hạnh Dung từ chối một chàng rể danh gia vọng tộc như anh cũng có chút khiên cưỡng. Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu rồi. Gia đình người ta thà gả con gái cho một người bình thường còn hơn là để cho lâm vào cảnh bất hạnh như tôi nè. Em nói gia đình Hạnh Dung từ chối anh vì anh không thể sinh con sao? Với tính khí của má, dễ gì cho người ta từ hôn mình với một lý do không chính đáng như vậy. Tôi cho anh hay, năm đó vì nể mặt gia đình anh, muốn giữ gìn cái danh giá gia tộc hội đồng, mà ba má Hạnh Dung đã cùng má anh diễn một màn kịch không hợp tuổi cho mọi người coi. Thực chất là Hạnh Dung tuổi Hợi chứ không phải tuổi Dần. Chuyện này sao Hạnh Dung không nói cho anh biết? Có lẽ nó cũng như anh, nó không được biết sự thật. Không phải như vậy. Anh không tin. Không thể nào là sự thật.
Nếu như anh không tin á, thì anh cứ đi hỏi má anh đi. Nhưng mà nhớ hỏi cho khéo, đừng có để liên lụy tới tôi đó. Và con Hạnh Dung, người con gái mà anh yêu đó. Nếu anh còn dám hành hạ Hạnh Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Cậu hăm dọa tôi hả? Tôi không phải hăm dọa, mà là tôi nói thật đó. Anh nhớ đó, tôi không chỉ nói suông đâu. Vợ của tao mớ gì mày xí vô hả? Hả? Mày nói là mày không có gì. Nếu không có gì, tại sao mày đến ngay lúc vợ tao sanh? Hả? Tao hay là con của thằng khốn nạn nữa. Nếu anh còn dám hành hạ Hạnh Dung thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi nha. Mày không phải con tao. Chắc chắn mày không phải con tao. Con, có chuyện gì? Không đọc sách sao ra giờ này? Con có chuyện muốn hỏi má. Con ngồi xuống đi. Có cái chuyện gì mà sắc mặt của con nhợt nhạt dữ vậy? Bộ con không được khỏe hả? Có phải từ lúc nhỏ con đã từng mắc bệnh quay bị nên bây giờ không có con không á? Cái chuyện này phải không má?
Dạ thầy. Thằng Văn bệnh sao mà thầy thở dài dữ vậy thầy? Chuyện này không có tiện nói ra, mình ra ngoài nghe bà. Thầy, có chuyện gì mà mặt mày thầy căng thẳng quá vậy? Bộ bệnh tình của thằng Văn nó không có thuyên giảm hả thầy? Không những không thuyên giảm mà nó còn trở nên trầm trọng hơn nữa. Bà hỏi à, sao bà không đưa cậu lên tỉnh để điều trị? Hôm trước tôi đã cảnh báo với bà, bệnh tình này không thể để lâu dây dưa được. Đem lên trên tỉnh, người ta dùng tây y mà trị. Thì tại vì tôi tin tưởng vô tay nghề của thầy mà bộ bệnh tình của Văn trở nên nặng rồi hả thầy? Bệnh tình á thì tôi có thể khống chế được, nhưng tôi muốn nói với bà là tình trạng của cậu hai cứ để như vậy hoài, tôi e là... E làm sao hả thầy? Cậu hai sẽ mất khả năng sinh con á. Mất khả năng sinh con? Dạ. Là sao? Thầy nói tôi chưa có thông lắm. Là bệnh quay bị của cậu hai đã trở nặng rất nhiều. Lúc nãy tôi khám á, nó đã ăn xuống tinh hoàn, làm sưng cả hai bên. Thầy không có thuốc nào làm giảm sưng sao thầy? Làm giảm sưng do viêm á, thì tôi làm được. Nhưng... Nhưng làm sao? Nhưng tinh hoàn đã hư thì không thể chữa trị được. Tôi e rằng là cậu sẽ tiệt đường con cái đó. Tiệt đường con cái thì càng tốt. Hả? Bà họ nói gì ạ? Ý là tôi nói... thầy đi về tìm thuốc gì đó tốt nhất. Tốt thiệt là tốt luôn, để chữa trị cho con tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng lo hết đó thầy. Bà yên tâm, bà không phải dặn, tôi cũng tận tâm mà. Tôi gửi trước cho thầy. Dạ. Bà đưa dư rồi nè. Không phải dư, mà là tôi cho thầy đó. Cảm ơn bà hỏi. Thôi để tôi về, tôi lo hốt thuốc cho cậu hai. Mà thầy, tôi có chuyện này muốn căn dặn thầy. Dạ, bà cứ dạy. Cái chuyện mà thằng Văn á có thể sẽ không sinh được con á, thì tôi nhờ thầy giữ kín miệng, đừng có lan truyền ra ngoài, và nhất là đừng cho chồng tôi hay. Dạ, tại vì á là chồng tôi ổng đang bệnh, mà tôi sợ ổng nghe tin này á rồi ổng lại bệnh nặng thêm. Vậy thì bà cứ yên tâm, tôi sẽ kín miệng. Và có phải là vì chuyện này mà nhà Hạnh Dung từ hôn với con không á? Má, chuyện đã tới nước này rồi, má đừng có giấu con nữa. Có phải bà Năm bà kể chuyện này cho con không? Con không cần phải che đậy cho bà ta đâu. Dù con không nói ra thì má cũng biết. Chuyện mà con bị quay bị năm xưa đó chỉ có chồng bà ta biết. Vì chồng của bà ta là cái ông thầy thuốc trị bệnh cho con đó. Cả cái chuyện mà gia đình Hạnh Dung tự hôn á cũng do một tay bà ta tạo ra. Năm đó đó cũng vì muốn cưới Hạnh Dung cho con trai của mình mà bà ta dám bán đứng lời hứa năm xưa, đem cái bí mật này tiết lộ với gia đình của họ. Má cũng vì không muốn cái chuyện lùm xùm này đến tai mọi người, ảnh hưởng đến uy tín của con, cho nên á má mới tạo ra cái chuyện là hai đứa không có hợp tuổi. Vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Làm người mà không thể sinh con thì khác nào phế nhân hả má? Văn à. Cậu hai ơi, cậu hai ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi cậu hai ơi. Có chuyện gì vậy Lũ? Chuyện gì? Chồng của chị Hạnh Dung vừa giết chết con trai của mình rồi. Cái gì? Cái gì? Cái
Tôi giết người. Ông ta cho con tôi vậy, nó không có cơ hội. Nó chỉ là ta không sai đâu mà nó. Chết ra. Mấy ông ơi, mấy ông ta cho con. Con ơi, con. Chết ra. Con ơi, con. Chết ra. Tôi không có giết người. Con ơi, con ơi. Em bị sao vậy? Anh chỉ muốn quan tâm tới em thôi. Cậu còn tới đây làm gì nữa? Cậu hại gia đình tôi tan cửa nát nhà như vậy, cậu chưa hài lòng sao? Em nói cái gì vậy? Anh hại em bao giờ? Tất cả là tại cậu. Tại cậu hết. Cậu khiến con tôi phải chết, chồng tôi thì phải đi tù. Tất cả là tại cậu. Tại cậu. Tại cậu hết. Hạnh Dung à, em à, em hiểu lầm rồi. Anh không có. Tôi không hiểu lầm. Những người ở trong nhà thương kế tôi nghe hết rồi. Ngày hôm đó cậu không nhận ẩm tôi vô nhà thương, mà cậu còn lớn giọng răn đe chồng tôi. Cậu bắt ảnh phải đối xử tốt với tôi. Cậu nói đi, có phải cậu nói như vậy với chồng của tôi không? Cậu nói như vậy đúng không? Đúng. Đúng. Đúng là anh nói như vậy với chồng em. Nhưng anh cũng vì quan tâm tới em thôi. Anh không ngờ chồng em ghen tuông mù quáng, ác độc ra tay giết chết con của mình. Con quan tâm tới tôi để làm gì chứ? Ai cần, ai mượn? Bao năm nay không có cậu, vợ chồng tôi vẫn sống, vẫn có với nhà bốn đứa con. Tuy anh hay ghen, có lúc đánh tôi, nhưng mà anh vẫn yêu thương tôi. Cậu tới đi làm gì chứ? Cậu tới làm gì để ra nông nỗi này? Hạnh Dung à, tôi không biết. Cậu phải trả chồng, trả con lại cho tôi. Trả chồng con lại cho tôi. Trả chồng con lại cho tôi. Em đừng có kích động quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó, biết không? Buông ra. Cậu đi đi. Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi. Sống chết mặt tôi. Tôi là phụ nữ đã có chồng rồi, tôi không cần cậu quan tâm. Nhưng mà em mới sanh lại bị biến động lớn như vậy, anh không thể nào bỏ mặc em được. Tôi đã nói là tôi không cần. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay đi. Cậu có nghe không? Tôi lặp lại lần nữa, tôi là gái đã có chồng, không phải là hạng đàn bà dâm phu dâm phụ. Cậu đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Thôi được rồi, em đừng có kích động như vậy. Nếu em không thích sự có mặt của anh trong lúc này, anh về. Em ráng giữ gìn sức khỏe nha. Chào dì con về. Mẹ ơi, mẹ
thứ đàn bà lẫn lộn hết. Đồ gian phu dâm phụ. Chú làm gì mà trịnh trọng quá vậy? Nói chuyện là nói chuyện, sao phải mời vong linh ông nhà tôi về vậy? Chị hai à, em cũng không muốn làm phiền đến vong linh của anh hai, nhưng mà cứ mỗi lần nói chuyện này với chị á, thì chị cứ ậm ừ, hẹn lần hẹn lựa, chị bỏ qua luôn. Cho nên hôm nay á, em mới kính thỉnh anh hai về đây để mà chứng kiến em nói chuyện với chị. Chú nói đi, đừng vòng vo nữa. Chị đừng có làm như chị không biết những chuyện tôi sắp nói ra với chị. Không phải là chị nghe đi nghe lại nhiều lần rồi hay sao? Nếu mà câu hỏi á, mà cứ nói đi nói lại nhiều lần á, thì biết cái câu trả lời rồi. Chú còn hỏi lại làm gì nữa? Chị hai à, em phải nói chứ chị. Vì đây á, là di nguyện của anh hai mà. Đây nè, như chị cũng biết rồi đó, trước lúc chết á, anh hai em có ghi lại di nguyện nè: trong tất cả những điền sản của anh ấy sẽ được chia đều cho hai con trai của ảnh khi tụi nó trưởng thành. Chị hai à, năm nay á, thằng Văn nó cũng đã 32 tuổi rồi, còn thằng Duy á, nó cũng đã 28 tuổi rồi. Chị còn chần chờ cái gì nữa mà không chịu cắt đất chia bằng khoáng cho hai đứa nó đi chứ? Hay là chị muốn anh hai em á chết mà không được an lòng ở chính suối hay sao? Chú nói cái gì vậy? Sao mà tôi không muốn chồng tôi được an lòng nơi chính suối chứ? Chỉ là... Chị hai à, không lẽ chuyện đã bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn còn oán hận ở trong lòng hay sao? Có chết tôi cũng không quên. Chị hai à, chị đừng có khắt khe quá. Tuy á, thằng Văn nó không phải là con của chị sanh ra, nhưng mà chị đã có công nuôi nấng nó lúc nó mới lọt lòng. Không lẽ là chị không mến tay mến chân, xem nó như con mình được sao? Ai? Đứa nào nghe lén mày đó đó? Văn, là con. Con có đau yếu bệnh hoạn gì không mà có vẻ bơ phờ mệt mỏi quá vậy con? Chú Út, chú vừa nói gì với má con vậy? Chú có nói gì đâu. Chỉ là chú hỏi thăm sức khỏe của hai đứa con. Chỉ trách là lâu nay sao hai đứa không qua thăm chú. Chú với má đừng có giấu con nữa. Lúc nãy con nghe chú nói, con không phải là do má con sinh ra. Vậy con là con của ai chứ? Bây giờ thì con đã hiểu rồi. Con hiểu cái gì chứ? Con hiểu, con chỉ là một đứa con được lượm mang về do lòng thương hại thôi. Nên mấy lâu nay má không thương con bằng Hải Duy. Con đừng có nói bậy, ai lượm ai nuôi gì chứ. Chú Út đừng có an ủi con nữa. Con không có buồn đâu. Chị hai à, chuyện đã tới nước này rồi, thôi chị nói cho thằng Văn nó biết luôn đi. Văn à, thật ra con không phải là con lụm, con nuôi hay là con giả gì hết trơn á. Con chỉ là con riêng của ba con với... Văn, con đừng có suy nghĩ lung tung. Tuy con á là đứa con ngoài giá thú của ba con với người vợ bé bên ngoài,
Nhưng mà lúc nào má cũng thương con, cũng coi con như con ruột. Tuy tình cảm của má dành cho thằng Duy á nhiều hơn, nhưng mà má có để cho con thiếu thốn thứ gì đâu. Đúng vậy đó con. Con á là con của anh hai, là cháu ruột của chú nè. Không có được nghĩ bậy bạ, thấy không, mà tủi thân. Hôm nay á, chú qua đây cốt ý là muốn nhắc chị hai cấp bằng khoáng ruộng đất chia cho con. Chú nhất định á, không có để cho bay bị thiệt thòi đâu. Thằng Duy mà có bao nhiêu á, thì con cũng có bấy nhiêu. Không thua một tấc, không thiếu một ly. Đã không có hậu á, sản nghiệp mênh mông cũng thừa thôi chú à. Không có hậu, ý con nói không có hậu là sao chú không hiểu? Bình ơi. Dạ. Em đang có bầu rồi, em thích ăn ăn chín hay là ăn chua vậy? Đó, em coi được không? Dạ được. Cậu ba, coi chừng té đó. Nè, nắm chặt một chút nha. Trái nào em ăn cũng được hết á. Cậu đừng có vừa hái mà vừa nói chuyện, nguy hiểm lắm. Cậu ba cẩn thận coi chừng té đó. Cậu ba, cẩn thận. Trời, cậu ba làm em hết hồn à. Em quên hả? Hồi nhỏ anh là tay leo trèo đó nha. Em biết rồi, cẩn thận đó nha. Rồi được rồi, nhiều lắm rồi đây nè, quá trời luôn, làm em hết hồn à. Ê trời, Kiến Giang. Ôi trời, bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi, chết rồi. Đâu, đây nè. Trời ơi, Kiến Giang quá trời luôn á. Nè, nãy giờ nó có cắn cậu không? Em đi hỏi mấy con kiến đi. Có người leo lên, động mổ, đạp trên đầu nó, hỏi nó có cắn không? Thì em lo cho cậu mà. Ê trời, nè, kiến cắn tay cậu rồi nè. Nè, bị kiến cắn sao không chạy xuống liền, còn ráng ở trên để làm gì không biết nữa. Hay quá ha. Leo xuống liền á, thì lấy đâu ra bần ổ cho vợ ăn chứ. Em coi nè, hái nhiều chưa? Em ăn á, giỏi lắm á thì hai trái thôi à. Cậu hái làm gì nhiều quá trời quá đất vậy? Thì anh hái nhiều, đem cho mấy đứa làm nữa. Không phải là em thích làm vậy lắm sao? Ôi dạ. Ê, cậu ba. Trời, buồn ghê á. Bị kiến cắn, còn bị vợ cằn nhằn nữa. Em đâu có cằn nhằn cậu ba đâu, tại vì em thấy xót ruột mà. Thấy cậu ba bị kiến cắn vậy em đau lòng lắm. Nè, đau lòng thiệt hả? Ừ. Vậy thổ cho anh đi, hôn anh đi. Em hôn vô chỗ này là nó hết đau liền à. Ây da. Nè, đây. Không có hết, hôn như vậy làm sao mà hết được. Hôn mạnh vô. Hôn như vậy cũng có hết. Em mà hôn á, em phải truyền tất cả tình cảm mà em dành cho anh. Em hiểu không? Hôn mạnh vô. Đó, vậy mới hết được. Ây da. Rồi, hôn nè. Hết đau rồi ta. Hay quá à. Nè, lần này thôi nha, lần sau mà để kiến cắn là em cho đau đến chết luôn. Không có thèm thổi cho cậu ba nữa đâu. Nè, chờ anh với. Nè, em ăn đi, trái này ngon nhất nha. Đứa con này không biết là con gái hay là con trai, sao ham ăn dữ vậy? Anh muốn nó là con gái hay con trai?
dĩ nhiên là con trai rồi. Mà nếu nó là con gái á, thì cũng không sao. Mình sanh đứa khác lo gì. À, anh bà với em chuyện này, hay là mình sinh đôi luôn đi, hai đứa, một gái một trai. Trời cho đó, đủ cặp. Cậu ba đừng có nói bậy, ông bà mình quở đó. Lỡ em sinh đôi thì là chết em luôn á. Sao mà chết? Thì em chỉ có hai tay, làm sao mà ẵm hai đứa một lúc được. Với lại cái bụng em nhỏ xíu à, làm sao mà chứa nổi hai đứa được. Em nói cũng phải. Thôi, trước mắt á, thì mình sinh một đứa, năm sau mình sinh một đứa, rồi năm sau mình sinh thêm một đứa nữa. Trời đất ơi, anh làm như em là gà vậy. Mỗi ngày sinh một đứa, mỗi ngày sinh một trứng vậy hả? Không bao lâu nữa là em sanh rồi. À, thật là nôn nóng, muốn tới ngày gặp con quá. Ngon không? Cậu ba ăn thử đi. Chua quá. Con đây. Con đừng khóc, đừng khóc mà. Anh nói đi, tại sao cuộc đời em lại như vậy? Em đã làm gì nên tội mà ông trời bắt em phải chịu cảnh như vậy? Chưa hết bàng hoàng vì không tin lấy phải người chồng tuyệt tử, bây giờ còn nghe tin chồng mình là con quan, con vô thừa nhận. Ông trời ơi, con ăn ở hiền lành, đi chùa tích đức, sao lại bắt con chịu cảnh như vậy chứ? Em đừng có trách ông trời nữa. Có lẽ do kiếp trước mình tạo nghiệp xấu, nên kiếp này mình phải nhận quả đắng thôi. Là anh kiếp trước tạo nghiệp thôi, không phải là em. Có lẽ như vậy, cho nên kiếp này anh sẽ không tạo nhân đắng nữa. Em à, trong tình cảnh này anh biết là em đau lòng lắm.
Anh cũng vậy. Nhưng khóc lóc ấy, thì cũng không giải quyết được gì đâu. Chỉ bằng hai vợ chồng ta hãy yêu thương nhau, cùng sống hiếu thảo với má, như vậy cũng hạnh phúc mà. Nhưng mà không được làm mẹ, với em là một thiệt thòi, anh có biết không? Rồi đây má sẽ không thương em, má sẽ không chia gia tài cho vợ chồng mình, rồi vợ chồng mình sẽ sống như thế nào? Má không thương em á, thì anh sẽ thương em nhiều hơn. Có thiệt là anh sẽ yêu thương em nhiều hơn không? Thiệt mà. Anh sẽ thương em nhiều hơn kể từ ngày hôm nay. Anh sẽ không nhớ tới Hạnh Dung nữa. Anh sẽ không nhớ tới Hạnh Dung, dù trong ý nghĩ. Nhưng mà còn phần gia tài thì sao? Em yên tâm đi, chú Út đã hứa với anh là chia đều phần tài sản của ba để lại cho anh với Khải Duy. Không ít một ly, không hơn một tấc. Thiệt không? Tại sao nãy giờ anh không nói chuyện này cho em biết? Em đó, chỉ lo khóc thôi à. Anh đâu có kịp nói tiếng nào đâu. Nếu như anh nói sớm thì em đã không khóc rồi. Thì ra là em thương tiền tài hơn anh. Cho dù em thương tài sản hơn anh nó cũng không sao đâu. Vì anh đã hứa rồi, anh sẽ dùng tình yêu để bù đắp cho em rồi. Nên em đối xử với anh thế nào á, anh cũng không trách em đâu. Lâu lắm rồi mấy anh nói mấy lời ngọt ngào như vậy á. Thôi không nói nữa, đi ngủ đi. Em nằm xuống đi, anh đắp mền cho em. Mày đi cho cô
không phạt tao đi. Đưa con cho anh. Đây, ba bồng nha. À, mà ba về rồi bà chủ. Đây. Nè. Nè. Đưa ba này con. Đưa cho má coi. Dạ. Cháu nội của má coi. Đây, cháu của nội đây. Dễ thương quá ta ơi. Chúc mừng em nghe. Cảm ơn anh. Từ từ thôi. Nè. Dạ thưa bà, thưa cậu. Dạ. Trời, cô hiểm đâu rồi? Dạ. Tao dặn mày sao? Tao nói là mày chuẩn bị than củi nấu nước từ sớm. Bây giờ vẫn chưa xong là sao mày? Dạ con làm liền. Một lát xong là mày biết tay tao đó. Dạ. Nè, nó đốt than từ sáng tới giờ mấy bận rồi đó. Tại con về trễ quá cho nên than nó tàn hết. Đốt lại mấy hồi. Con đừng có la lối sùm như vậy. Làm cháu của má giật mình đây nè. Ba xin lỗi con trai của ba nha. Dì Bảy ơi. Dạ. Dì coi đôn đốc mấy đứa nhỏ chuẩn bị cơm nước cho vợ con ăn. Dạ, cậu ba tôi biết rồi. Má. Gì con? Chắc con vô phòng với vợ con chút. Ừ. Con thấy má ổng mỏi tay rồi đó. Thôi để con ổng nha. Không không, má không có mỏi. Thằng chó, càng nhìn nó càng thấy nó giống thằng tía nó quá chừng à. Vậy hả má? Dì ơi. Dạ. Con biết không, nó làm sao á thì con hồi nhỏ y hệt như vậy luôn đó. Dạ. Mà trời, con nhìn nè, cái miệng của nó nè, càng nhìn càng giống con nha. Đâu, đâu có, con thấy giống má nhiều hơn đó chứ. Nè, cái miệng biết cưng vậy nè. Nè, má coi đi, cặp chú mày của nó y chang con luôn. Thôi, ừ. Thấy không? Trời ơi, con trai ngoan của ba. Anh nhìn làm cái gì? Anh có nhìn cả đời á cũng không bằng người ta đâu. Cưng quá đi. Hiểm. Dạ. Gọi nước ấm được chưa? Dạ. Dạ được rồi cậu ba. Nhanh đi. Dạ. Má. Má. Con trai của ba ơi. Cưng quá đi. Cưng quá. Em. Dạ. Nhanh đi mày. Dạ được rồi cô ba. Giỏi. Giỏi. Chào con hai. Nè, con hai có bánh cho tụi con nè. Đây. Dạ cảm ơn cậu hai. Của con nè. Con cảm ơn cậu hai. Rồi, của con đây. Cảm ơn cậu hai. Bánh này con. Ủa, đứa nhỏ là con ai mà sao thấy cậu cắm đầu bỏ chạy vậy mấy đứa? Con hai không biết nó hả? Nó là con giàu, con của cô Dung đó. Con của cô Dung? Dạ. Dung nào?
Có phải là Hạnh Dung, vợ của chú Quang mới chết không? Là nó đó cậu hai. Bây giờ nói với cô Dung tội nghiệp lắm. Sao mà tội nghiệp hả con? Dạ tại vì nói với cô Dung bị bà nội đuổi ra khỏi nhà rồi. Đuổi ra khỏi nhà? Tại sao lại đuổi vậy? Dạ con không biết. Nhưng con nghe má con nói con giàu cũng bị bên bà ngoại đuổi rồi, không cho vô nhà. Cái này là chính mắt con thấy luôn nè. Bữa cô Dung xách giỏ về thì bị bà chính đuổi đi. Bà chửi cổ là thứ đàn bà hư thân, làm bà xấu mặt với hàng xóm. Bị bà nội rồi bà ngoại đuổi hết hả? Dạ. Vậy rồi bây giờ mới giàu ở đâu vậy? Dạ nó ở ngoài chuồng vịt, ngoài mé sông với má nó. Nó ở với chị với em nó. Con nhỏ giàu nó mất dạy lắm. Nó hay đi ăn cắp trái cây trong vườn người ta. Bị cô Dung đánh hoài mà nó không có chừa. Tại nó đói mà. Mày bị đói thử coi mày có đi ăn cắp không cho biết. Không, tao không đi ăn cắp mày. Má tao nói rồi, đói cũng không được đi ăn cắp đâu. Tao nói đi ăn cắp đó. Tao nói có đói tao cũng không đi ăn cắp mà mày cứ cãi tao không vậy. Mày nói không vậy mà mày cứ cãi tao thôi à. Mày giống mày là dữ lắm. Tí ơi, khoai chín rồi nè, ăn đi em. Em không ăn khoai, em muốn ăn cơm. Nhà mình hết gạo rồi, em ăn khoai đỡ đi. Ngày mai chị nói má vô ngoại mượn gạo nấu cơm cho em ăn. Dạ. Chị hai. Cái gì vậy em? Không chịu ở nhà phụ chị đi mót khoai. Em đi đâu về mà hớt hải vậy? Em định ra bờ sông để bắt ốc á. Vừa ra tới bờ sông thôi em thấy cậu hai đang cho bánh tụi thằng Tèo á. Bánh đâu? Chị không có xin. Sao chị không xin? Má dặn rồi, thể thấy cô hai là phải chạy cho thiệt xa. Bộ em không nhớ hay sao mà biểu chị xin? Em muốn chị bị đánh hả? Hay quá. Nè, tụi con làm gì mà sợ dữ vậy? Cậu hai chứ đâu phải ông kẻ đâu. Cậu hai không phải là ông kẻ, nhưng cậu hai làm cho má bị ba đánh, làm cho bà nội đuổi tụi con ra khỏi nhà. Bà nội đuổi tụi con là bà nội hiểu lầm thôi ha. Tụi con đừng có sợ. Từ từ rồi cậu hai qua năn nỉ bà nội, để bà nội cho tụi con về nhà lại. Cậu hai nói thiệt không? Cậu nói thiệt mà. Nè, cậu cho mấy đứa bánh nè, lấy ăn đi đừng có sợ. Tụi con không xin bà nội được đâu. Bà nội nói chừng nào ba con sống lại thì bà nội mới cho má con về nhà. Ba con chết rồi mà, người chết thì đâu có sống lại được đâu. Bà nội giận nên nói vậy thôi, chứ bà cháu mà làm sao bỏ được. Yên tâm đi, cậu hai sẽ năn nỉ bà nội cho tụi con. Nè bánh nè. Má của tụi con đâu rồi? Dạ con không biết, nhưng mà hồi trưa má con đi làm rồi bỏ về á, má kêu nhức đầu xong rồi lên giường ngủ luôn. Má con ngủ từ trưa tới giờ luôn sao? Dạ. Nóng quá. Má tụi con bệnh rồi. Má bệnh thiệt rồi. Má, má đừng chết bỏ con má. Con đừng có nói bậy bạ nữa. Chết cái gì mà chết chứ. Mau, đứa nào chạy vô sớm á, kêu thầy Bảy tới bắt mạch cho má đi. Nhưng mà tụi con không có tiền để trả tiền thuốc cho thầy Bảy, nên con sợ thầy không có tới. Được rồi,
Tụi con lấy cái khăn á, lau mát cho má đi. Để cậu chạy ra rước thầy Bảy cho. Má, má có sao má ơi, tỉnh lại đi má ơi. Má, má ơi. Má có sao không vậy má? Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Dì Bảy đã dặn bao nhiêu lần rồi, đồ bé không được dặn như vậy. Sao mày lì quá vậy Hiểm? Ủa, giặt đồ thì phải giặt chứ, không giặt làm sao khô? Đồ em bé mỏng tanh à, chỉ cần vũ rồi phơi lên là khô rồi. Nắng gắt như vậy, người còn khô nói chỉ là quần áo em bé. Ủa mà sao đồ em bé không được giặt? Sao ông hiểu gì hết vậy? Ông bà mà nói hồi xưa vậy nè, đồ em bé mà dặn như vậy nè là tối ngủ nó bị dặn mình, ngủ không có ngon, mày hiểu chưa? Tự nhiên cái giấc quần áo em bé bị dặn mình, vô lý. Ông bà mình truyền lại không có sai đâu, mai mốt có con đi rồi biết nha, nhớ không có giặt đồ cứ vậy nữa nghe chưa? Nghe rồi. Ủa mà nó có dặn mình thì kệ nó chứ, tại sao anh phải lo? Bộ anh còn tình ý gì với con mình hả? Trời ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối hoài. Cậu ba mà nghe được là cậu ba lột cho đầu làm khô luôn đó. Bị giả miệng một lần rồi chưa sợ hả? Biểu kêu cô Bình bằng mợ ba mà cứ con Bình, con Bình, con Bình hoài, cho giả tét mỏ luôn. Tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Không có gì, sao tự nhiên lúc nào anh cũng quan tâm tới nó hết vậy? Thì tại thấy em bé dễ thương nên tôi thích, hiểu không? À, nói nghe nè, biết chuyện gì không? Hôm qua em bé mọc hai cái răng nhỏ xíu ở đây nè. Trời ơi, nhìn dễ thương dữ lắm. Con nít 5 tháng mọc răng, có gì lạ? Mày làm gì cả nhà xì xà xì xầm? Mấy bữa nay làm như là lạ lắm vậy. Không phải chuyện lạ, mà là chuyện vui. Không biết gì hết. Không thấy cái lúc mà có em bé, bà chủ với lại cậu ba hiền hơn, đúng không? Nhờ có em bé mà đám ở đợi của tụi mình đó đỡ bị ăn đòn. Cậu ba coi vậy mà thương con dễ sợ. Mai mốt mà tôi có con, tôi cũng thương con giống cậu ba vậy. Đội hai mẹ con lên đầu đi khoe khoang cả xóm luôn. Muốn có con thì anh cưới vợ đi, ai cấm. Vợ thì cũng muốn lắm rồi, mà ngặt nổi là chưa tìm ra thôi. Bữa trước em nói rồi, anh không nhớ hả? Nói gì? Nhớ gì? Thì tôi nói là tôi thương anh đó, chưa già mà mau quên quá. À, nhớ rồi. Nhớ rồi thì sao, anh có thích tôi không? Tôi cũng dễ thương mà, đúng không? À, thì cũng dễ thương. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà tính tình không có được tốt. Tính tình không tốt hồi nào? Không tốt chỗ nào? Ganh tị nè, thèo lẻo nè, hung dữ nè, tùm lum tà la, kể ra cả ngày luôn. Muốn kể không? Thôi thôi thôi. Chừng nào bỏ hết mấy cái tật xấu đó đó thì tôi mới thương. Sao? Làm như ngon dữ. Mày đặt ra điều kiện này nọ với người ta nữa chứ. Không thèm. Nhớ nha, không thèm thì thôi, thì tôi đi thương người khác. Anh dám hả? Sao? Sao mà không dám? Không giận nha. Ê, Phương Độ à. Chết đi. Trời ơi, trời ơi. Ướt, ướt. Anh dám nè, tướng anh nè. Ui da, chết nè. Ướt trơn rồi nè. Chết. Mở, mở hai. Mà có sao không? Hai đứa tụi bay làm công lo làm, lo dở hết không à. Muốn ăn đòn không? Dạ không, dạ không. Con không muốn ăn đòn đâu. Mà hai đừng có giận nghe. Để con đỡ mà hai vô thay đồ. Vô thay đồ nghe mợ.
Anh Dung à, anh có chút tiền. Thank you.